Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Top Game Hay Mỗi Ngày nha. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tựa game mới mình tải được ở trên TapTap. Tựa game này mang tên là Beach Buggy Racing. Chúng ta sẽ có một mùa hè rất là bận rộn, sôi động, đó chính là đi đua xe. Một tựa game nó cũng khá giải trí, nhẹ nhàng. Hình như cái này là đua offline thì phải, nên nó không cần mạng anh em ạ, và khá là nhẹ. Rồi thì em sẽ để link phía dưới anh em có thể tải về nhá. Anh em cần tải cái ứng dụng mà TapTap thôi, nó giống như kiểu Google Play ấy. Trên đấy rất là nhiều game hay. Ok, mình sẽ mở cái hòm ra, trong này có gì đây. Chúng ta sẽ có ba cái tấm thẻ và vàng. Ok, tiếp tục nó sẽ mở, mấy giây nó sẽ mở ra thôi. Hòm gỗ thì nó sẽ rất là đơn giản đây. Ra là thêm coin này, thêm cái spring. Cái này dạng giống như kiểu là một cái game đua xe thú anh em ạ. Thế là ăn các vật phẩm một thứ hay phết. Rồi mình sẽ chơi thử cho anh em một trận nhá, cho anh em xem nhá. Đấy, đồ họa nó cũng rất là đẹp, trên điện thoại cũng rất là đẹp nhá. Okay. Rồi đây, anh em thấy rất là thân thiện, dễ thương nha. Chơi vui vui tí nhỉ. Okay. Đấy, anh em thấy không? Nó cũng khá hay. Chúng ta có thể chơi gọi đổi gió tí, thỉnh thoảng người ta chơi như game khác. Đây là sẽ có một kỹ năng này, cái này là cái gì đấy, bắn cái con gì đó. Đây là có cả nitro này nhé. Đâm rồi. Chúng ta dùng cái khiêng nhá. Đây mình có cái khiêng này. Ok, khiêng này để khi nào nó bắn vào mình thì nó sẽ không gây sát thương. Ui, chưa sấp mặt luôn anh em ạ. Đấu giải trí nhẹ nhàng mà đánh kinh thế. Mình có thể đặt bẫy này anh em, cái bẫy đẩy nha. Thông thường thì ăn cái này trước này, cái chấm than này nó sẽ ngon này, tên lửa này, tên lửa nhưng mà phải bắn đằng trước cơ, mình đang dẫn đầu mà, đúng không anh em? Finish đấy, mấy đằng sau đang đua theo mình, cái đuôi máy anh em ạ, nên nó rất là nhẹ, giải trí, là tính giải trí thôi. Ok, giờ mình xin excellent này, thắng rồi. Với trận đấu có vẻ khá là dễ, không biết sau này có thể đấu được với người dân đâu, hay đấu với máy, hay là đấu với cái gì không? Power up này, tăng sức mạnh này, tăng sức mạnh cho khiêng này, cho nitro, mình sẽ nâng cấp cho nitro trước nha, hay là nâng cấp tất đi, được. Vàng thì nó có thể kiếm được sau mỗi cái trận đánh, mỗi một trận đấu. Shop chưa có, hiện tại shop chưa có anh em ạ. Rồi, cái thời gian game rất là mới. Cái đó mới thôi. Có gì đây? Có nó trì cái gì đó anh em. Ok. Rồi nha, chúng ta sẽ đua thôi. Đua thêm một cái chắc vẫn đang hướng dẫn anh em. Nhà tên rồi anh em. Rồi, thành nghe gì thôi. Nhưng mà đây là con gái à? Con gái con trai đây. Thôi kệ đi, thành nghe gì nha anh em. Thành nghe gì đây. Chơi vui vui cũng được anh em. Không nhất thiết rồi. Phải quá căng thẳng. Rồi chúng ta sẽ, cho mình sẽ cho tiếng nó nhỏ nhỏ đi một tí thì sợ tiếng nó hơi to. Ok. Tên này chẳng hãy có người dùng rồi chăng? Đậu phộng. Ok, tên này có người dùng rồi anh em ạ. Tên này có lẽ sẽ là đủ online chăng? Ok. Chúng ta thêm chữ IB vào đấy nữa cho nó gọi là đủ bộ đi. Chắc là được chứ nhờ. Đấy, bó tay như thành Eji có người đặt rồi à? Đùa nhau thật. Rồi chúng ta sẽ sang cái Finer, để cái lab Finer anh em, đồ họa đẹp nhì, theo phong cách kiểu ở dạng chibi anh em. Rồi let's go boy, lên không? Mình thấy down game này nó khá là nhẹ nhàng, có một cái nút phanh anh em, nút phanh ở đây thì ấy ăn nó kia, ăn cái chấm than mình luôn. Nitro mình đang cái nitro rồi anh em, nó sẽ tăng thời gian sử dụng nitro lên. Ok, đã có thêm cái bắn tên lửa nhưng thực ra mình không cần lắm. Như đây mình là con gái mà anh em, chúng ta con gái nhỉ. Chúng ta không biết là bao nhiêu tên nữa. Rồi mình thả này, cũng xin nhầm, ấn nhầm. Cái này nó sẽ có ba loại. Ủa, cái đạn điên đạn đuổi à? Nó sẽ đi theo đường đua này anh em, thấy không? Hay phết. Heo. Đây. Hỏi chấm kìa, chấm than. Donuts à, cái donuts này đẹp gì, gọi cái gì xuống anh em ạ.
Ok, thì ta sẽ gọi đấy bọn sau anh em gọi Island xuống nhá. Ở đấy bị khiêng này. Để ăn đầu với máy đấy khá là dễ anh em. Trời ơi. Ok, nha, về đích rồi. Đơn giản. Bắn mình thì thoải mái đi. Đây là Final Lap rồi anh em ạ. Excellent. 3 sao, bây giờ chắc nó sẽ chuyển sang cái phần khác rồi. Bây giờ sẽ mở mất khoảng tầm khoảng 2 giờ. Ôi. Chúng ta sẽ vừa chơi cái bị cửa biển này đúng không anh em? Star Team. Team này là team đấy. À, mới có thể đổi được anh em ạ. Đây, mới có thể đổi được các nhân vật khác này. Nhưng vấn đề là chúng ta chưa đủ tiền để đổi như thế nào đấy. Event. Nhiệm vụ đã bị khóa hết anh em ạ. Mấy cái nhiệm vụ đã bị khóa hết nha. Ok, chúng ta có một cái thư mới, nó chính là một cái gói bưu phẩm. Tặng thêm coin, tặng thêm 3 game. Siêu, cái tấm thẻ siêu nhất để nâng cấp lên rồi. Rồi. Cửa mới anh em. Cửa mới, test thử cửa mới xem. Đây là dạng kiểu cái thị trấn ở bên Mỹ. Thị trấn đây kiểu của bên bắn gì nhỉ? Súng à? Cái game gì nhỉ? Cao bồi. Đấy, mình vừa chơi rồi đúng không? Ồ, như vậy chỉ có 2 màn thôi à? Thì khá là dễ. Uầy, có cái gì vậy? Uầy, đâm một cái này ta sẽ bị mất máu. Không phải mất máu mà ta sẽ bị đi giảm tốc độ di chuyển anh em ạ. Toàn hỏi chấm đấy, không có nào chấm than nhỉ? Không hề cái nào chấm than luôn. Đó, chuẩn bị tên lửa phóng đi anh em. Lên ạ, lên đường, từ mình sẽ lướt qua đây kìa. Hỏi chấm này. Lên. Cái đầu lâu kia, đầu lâu đang nhân 1 kia. Từ úi trời, lướt qua. Tí ấy bị ăn đâm rồi nhá. Okay. Khá là ổn áp. Chấm than nè. Là cái gì? Cái này á. Bắn đầu lâu thôi, hầu hết là bắn thôi. Full hết rồi anh em. Ôi là sao mình có thể bay lên kia được. Cái trên kia có đoàn tàu sao bay được. Khá là dễ nhỉ anh em. Thằng game dành cho để giải trí, để nhẹ nhàng thôi. Chứ để hardcore thì không ổn cho lắm nhờ. Thắng rồi. Không có tính là gọi là cạnh tranh cho lắm nhờ, được rồi. Tông xe các kiểu đánh thế khó gì đúng không? Nó đất vừa gọi. Ui chà, vừa nói xong đã sấp mặt chưa. Uầy, thằng nó vừa bắn quả tên lửa. Ui. Đây, Andronus. Chiều hồi nó sẽ có một con ngoài tình đi sau bọn kia. Bắn hết anh em. Để còn gì đâu. Bắn hết rồi. 2 lap à? Cái này sẽ có 2 lap nha. Ui, không để ý luôn. Đua chậm thật sự. Ê yeah, từ đó anh em. Nước ra bên này cả, xem nào. Bên kia sẽ có rất nhiều hỏi chấm nè. Ăn phát đã, thì sao? Cái này bây giờ tác dụng làm gì đâu? Có ai đứng trước mình đâu anh em? Ôi bắn được cả mấy cái kia. Lap 2 rồi. Sắp về đích rồi anh em. Lap này sẽ đua lâu hơn một tí. Ui cái gì ý? Cái gì sao đít mình anh em ạ? Nitro đây khá là đơn giản này. Vì nó không bị kiểu drip. Ui. Vẫn nên lấy được cái kia. Về đích anh em. Một ST. Excellent. Thằng Labrin thằng kia về thứ 3. 2 thằng Clutch về thứ 3. Rồi. Có sao là à, có map mới này. Phải mở xong cái này nhá thì chúng ta mới mở cái kia nha anh em. Ok, thử map mới phát nhỉ. Hy vọng sẽ có gì gọi là cạnh tranh tí. Uầy, toàn lâu đài nhiều map phết. Đua thời gian à? Hình như cái này đua thời gian thì phải anh em. À đâu, không phải. Nhưng mà đua thời gian đâu. Cũng có rồng kìa. What? Cái nhéo nào lại rất là lắm thứ của rồng anh em thấy không? Thấy video rồng kìa. Gì đấy, thấy chưa? Rồng lửa anh em. Lâu đài cổ xưa anh em ạ. Và có rồng lửa nhá. Đồ họa đẹp ghê nhỉ. Có sân vườn. Uầy. Vãi đồi. Vuông góc luôn ạ. Vãi trưởng luôn. Uầy. Chúng ta đua hẳn vào trong cái lâu đài anh em ạ. Cho đua trong lâu đài kìa. Đẹp phết nhờ. Uầy. Game này mà online cũng ngon đấy. Đùa đâu nhờ. Đấy như anh em thích kiểu mê xe cộ thứ đua xe các kiểu. Ủa lên đi trên tường thành kìa.
nó rồng lửa kìa. Thấy chưa anh em. Ây da da da. Bị đốt anh em ạ. Thấy không? Có con rồng lửa nó đứng hẳn ở kia. Đồ họa đừng đùa nha. Có hai lát tất cả. Vui phết nhỉ. Đùa giải trí. Kìa. Đây rồi. Ngon. Lên bắn này. Bắn thì bắn này. Tiếp tục lao lên này anh em. Cái này có gì đây? Hỏi chấm. Vẫn là thế không? Cuộc đua kỳ thú. Rất là nhiều map. Ây da. Ok. Cái này có tận đến 2 cái luôn. Đưa trong đông đái mới là vãi trưởng. Để ấy phát này. Phía trên là một cái lốc khiêng anh em. Lốc khiêng anh em. Thằng nó bắn mình đây. Mình có khiêng mà. Mình còn một lần bảo vệ khiêng nữa. Cái này 2 hỏi chấm luôn anh em. Đấy, ngon. Ua, may quá, đúng lúc. À, mình sẽ được ếm tí nước. Đứng, rồi xong thôi rồi. Summoner. Sắp mặt luôn. Đang quá nhiều thứ. Ý da, còn rip tốt phết. Nó đuổi nhanh phết anh em ạ. Người vẫn tốc độ vẫn là ok nhất. Vẫn excellent. Map mới đã được gọi là phá. Phá nắp map mới nha. Ok. Đây là có thêm map mới này anh em. Là có thêm map mới này. Hay ghê, mình muốn khám phá tất cả cái map trong này xem như thế nào. Chấm than nhỉ. Chấm than là cái ngon hơn à. Chấm than vàng là cái ngon nhất nhá. Ok, lên đường. Nó nhanh. Đợi lâu quá. Ồ, hình như là đua với người chơi nhỉ. Đây này. Theo. Mày đi đua với người chơi thì phải anh em. Ai à, cạnh tranh rồi đấy, bắt đầu có tính cạnh tranh rồi anh em ạ. Không phải là đơn giản đâu nha. Mày. Nếu mà có tính cạnh tranh rồi phải thấy tên của người chơi thì phải anh em ạ. Đúng không? Mình thấy có vẻ giống. Hai quả tên lửa. Vì mình muốn đổi sang cái khác anh em. Để như thế này. Em có gì không? Đặt luôn. Sao có một cái đường đi đâu ấy. Ai à. Thằng này anh em ạ. Thằng người chơi này. Nó đua nhanh phết này. Nó gần bằng chúng mình rồi kìa. Lấy cái nào trước, lấy cái này trước nhá. Đi trôn. Nó chỉ cần bắn mình một phát thôi là mình ngỏm à. Đấy, ok, có khiêng nhá. Bật khiêng lên luôn. Đấy, thấy chưa. Vừa nói xong. Kiêng là rất là ngon. Sát đít thế, bọn kia sát hết cả đít kìa. Sắp tới, cố lên nào anh em ơi, cố lên rồi. Có cục donuts ở phía sau đít, cố lên nào. Cho là ăn cục donuts này. Con này thì cái này phải có thằng nào đường trước thì mình bắn được cơ. Né. Hai luôn anh em ơi, ăn hai. Ui. Trời. Đùa. Chúng ta vẫn chỉ hơn được một tí thôi anh em ạ. Có một thằng nó bay lên trời rồi, nó dẫm nó đạp phải cái máy rồi, cái nảy lên rồi. Thằng nào thả con ra gì đấy? Thả cái con gì ra đấy? Đấy luôn anh em ơi. Ok, đây nào. Nicho. Ui. Ngon đấy, khiêng rồi, hai lớp khiêng, ui trời ơi, ui, bắn hai cái luôn ạ, à. Nhìn vấn đề nhất, yes, một ST, hay ghê nhỉ, 1T34 kìa, hai người chơi nè, bảo ta, tên nghe nó khá là gọi là lạ, kỳ lạ, có cái cửa mới đấy, chơi thử một cửa mới nữa nha anh em, xem trong này nó là cái gì, ok. Đây nào. Má gì à? Ăn quả nho cho nó có sức để có thể đua rồi anh em ạ. Đây là bang Mỹ. Rồi đây có hai hỏi chấm này.
Uầy, lướt qua cái đi trôi anh em. Uầy, ấn nhầm à? Chết rồi, đuổi nó vượt qua nha anh em. Nó phải xem, ui chết rồi. Thằng kia dính anh em ạ. Cá hàng cũng bị bắn thằng kia dính anh em. Bắn nhọ cho đội bắn lọ. Để dưới đít này xem bọn nào có dính vào cái bẫy của mình không. Vẫn còn một cái át chủ bài nữa bên kia, chẳng nào bắn mình ăn nó hai chấm chứ, hai hỏi chấm nhá anh em, ra được hai cái luôn đấy. Donuts và có khiêng. Ok, cho nó ăn đấy, lại có hai cái hỏi chấm này, hai hỏi chấm ngon hơn nhiều. Xôi ôi, bắn nhầm rồi em ơi, bắn nhầm rồi nhá cưng. Nhầm rồi nhìn nhá, trên kia nó có một cái nhầm ạ. Cái cửa đi rồi, cửa vừa chơi rồi anh em. Tưởng cửa nào mới, cửa này đi rồi. Chúng ta đã sang lắp 2 rồi. Trên kia kìa. Ê, mình đã hai bắn đi rồi mình. Ui, Summoner luôn. Ui, tưởng ăn được hai cái, cuối cùng chẳng ăn được cái méo nào cả. Tốc độ ra giảm đáng kể. Thật sự giảm đáng kể luôn rồi đấy. Không ăn được bất kỳ, chỉ ăn được một cái nhá, không ăn được hai cái đâu. Chúng ta có đi nhanh hơn này, thấy Đức mình có đi nhanh hơn thì sao anh em ạ. Chẳng thấy là bẫy gì cả, chúng ta đi nhanh hơn. Ba đạo thật sự. Nhớ tí là lên mấy cái chỗ đường đi để gọi ăn được cái chấm than nhá. Cái cửa đi rồi, tưởng cửa mới, cửa đi rồi anh em. Đi rồi nhá. Không có gì ấy quá đây cả. Con này wow, thật sự ngon như đừng muốn cái về đấy. Ok, chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là chuyên mục game, đó chính là top 20 ngày nha. Xin chào, gặp lại, bye bye nha anh em, bye, see you.